trời nhiều quá thì chịu không nổi nữa phải đi đó đúng không? Dạ. Bụng nên mà em nó sạch nhanh thì 2-3 ngày đi, đi liên tục chưa được nửa tháng là hết rồi.
cam chịu với em. Cứ 2 năm rồi mới đi làm muộn nữa hả? Dạ, 1 năm mấy. Thế đi bộ đội có năm mấy mấy hả? Đó, 2 năm. Nhưng mà em về gần gần chỗ đó. À, em về rồi em đi làm muộn. Ừ. À, rồi hiểu. Không, cho gần xây ra mới qua. Thank you.
Em là Kha hả? Dạ. Chị coi mấy bạn em thử hẹn muộn được chị em biết là nó có nhiều cái chưa. Ờ trời, chị xí hệ đang bận xí nè. Thank you.
Thank you.